tập trung làm việc, đừng có ăn vụng. Sếp đừng có mơ, chiên bột ăn nào. Ăn vụng à, báo cáo thôi. Xịt tương lên bánh, rắc thêm hạt mè, giòn ngon đã mồm. Báo cáo sếp, bụng bự đang ăn vụng. Biết rồi, tôi sẽ về ngay. Vâng sếp. Ngon ngon nhất nách. Lâu vậy ta. À đây rồi. Ăn ngon không? Ôi sếp. Hôm nay sẽ tóm, người hay ăn vụng. Đặt điện thoại ở đây, giao hàng tới à, tôi xuống ngay. Xem là ai nào. Không ổn rồi. Ai đã ăn vụng cá sấy của tôi? Anh đang làm việc. Đó chính là lươn lẹo. Không phải em, là đầu moi. Để suy nghĩ thêm. Giòn ngon đã mồm. Ngon ngon nhức nách. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai?